bọn Mỹ quá thâm hiểm, huấn luyện riêng một nhóm toàn Mỹ nữ xinh đẹp để phản bội chính Tổ quốc Việt Nam và giết hại đồng bào của mình. Câu chuyện này vô cùng đau đớn và gây phẫn nộ đến tận ngày hôm nay. Những phụ nữ từ thôn quê xa xôi được hóa trang thành người bình thường và vô hại, nhưng bên trong họ lại chính là những con rắn độc, sẵn sàng thực hiện những tội ác bất nhân, phản bội những người từng kiêu mang mình. Biệt đội Thiên Nga mang trong mình vẻ đẹp và quyến rũ của mỹ nhân, nhưng bên trong mục rửa và thối nát. Trước năm 1975, trong bối cảnh chiến tranh ác liệt, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và đặc biệt là CIA Mỹ đã thực hiện nhiều âm mưu hèn hạ nhằm đối phó với phong trào cách mạng của nhân dân ta. Một trong số đó là hoạt động của biệt đội Thiên Nga. Được CIA đào tạo công phu, biệt đội này trà trộn vào các vùng kháng chiến và thành phố để nắm bắt tung tích cán bộ cách mạng. Thậm chí, có những đối tượng như cô giáo, thiếu nữ nông thôn, người bán rau, người thu vé xe buýt, cũng được bọn chúng cài những điệp viên Thiên Nga vào. Chúng sử dụng nhiều thủ đoạn xảo quyệt như giả vờ yếu đuối cần giúp đỡ, dụ dỗ chiêu hồi, trà trộn vào dân để lừa gạt họ chỉ điểm đối thủ. Nhiều cơ sở và cán bộ yêu nước đã bị bắt bớ, tra tấn dã man do bị các điệp viên này phát hiện. Đứng trước những người cùng màu da và dòng máu đồng bào ngã xuống, họ lấy đó làm chiến công vẻ vang. Một trong những kẻ đứng đầu biệt đội Thiên Nga chính là Nguyễn Thanh Thủy. Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước ở Mỹ Tho, nhưng Nguyễn Thanh Thủy lại đi theo con đường phản bội. Bà là một trong những thành viên đầu tiên được CIA huấn luyện. Với vẻ ngoài xinh đẹp, Thủy đã lợi dụng được lòng tin của nhiều người yêu nước, sau đó chỉ điểm, bắt bớ, gây nhiều tổn thất cho phong trào cách mạng. Bà ta phối hợp với CIA để tuyển ra các nữ Thiên Nga chân dài đủ tiêu chuẩn, đào tạo mọi loại kịch bản để len lỏi vào đường dây liên lạc tình báo của quân ta. Đấy không đơn giản là sự tẩy não, mà bản thân chính những người phụ nữ đó quá ngu ngốc nên không hề nhận ra đâu mới là quê hương thật sự. Họ chỉ biết nghe vào những lời nói ngon ngọt và lợi ích mà lính ngụy đem lại. Chiến tranh đã qua đi, nhưng những gì diễn ra trong chiến tranh vẫn là bài học sâu sắc cho đất nước. Biệt đội Thiên Nga từng gây ra nhiều tội ác chống lại đồng bào. Tuy nhiên sau khi lịch sử sang trang, nhiều kẻ đã phải trả giá cho hành động phản bội của mình. Năm 1992, Thủy được cho xuất cảnh sang Mỹ và định cư ở quận Cam, California. Tuy nhiên, lúc này những lời hứa hẹn chẳng thể mang lại cho cô hạnh phúc. Con gái đầu lòng qua đời đột ngột, còn để lại đứa cháu bị dị dạng. Cuộc đời Thủy dù đã rời xa quê hương nhưng vẫn không thoát khỏi ân hận và nỗi đau. Sự tàn khốc của lịch sử khiến cô day dứt theo đến tận vùng đất mới. Đó là kết cục xứng đáng cho kẻ phản bội. Còn bạn nghĩ sao về sự việc này? Để lại bình luận cho mọi người cùng biết nhé! Bấm đăng ký kênh để cùng nhìn lại những sự kiện đặc biệt trong những trang sử của nước Việt.